Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo chiều nay tại Mộ Nghệ Sĩ Ưu Tú Du Linh. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 là năm 2023, là ngày Tây quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Duy Minh trở lại Mộ Nghệ Sĩ Ưu Tú Du Linh qua những cái ngày mà bận việc công việc của gia đình đó, để xây nhà cho ba mẹ mình quý cô chú anh chị ơi. Đó, thì hôm nay lại có một cái ngôi mộ quý cô chú anh chị. Chị biết có cái ngôi mộ này của ai chuẩn bị xây không chị? Chị biết có ai không? Là chưa biết, không biết nữa hả? Không biết có ai quý anh chị. Mai mốt là chú Duy Linh có láng giềng rồi đó. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần quý cô chú anh chị. Tối lửa tắt đèn có nhau. Đó. Bên trong thì bà con cô bác thấy anh Ngọc với là mèo đang quấn nhau quý anh chị. Mèo với Ngọc đang quấn nhau tại Mộ Nghệ Sĩ Ưu Tú Du Linh. Đó, giờ mèo đang cắn anh Ngọc. Và anh Ngọc đang nói vậy nha. Ồ, gái gì mà hung dữ không biết nữa. Đó, quý cô chú gì rồi buổi chiều nay mấy anh em mình chuẩn bị dọn dẹp mộ để về ha. Nói giỡn với quý chú chị chút xíu cho nó đỡ buồn quý chú chị ơi. Thì hồi trưa thì bà con cô bác tí xíu với mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện ngày hồi trưa Má Thanh livestream và khóc cũng nức nở luôn quý chú chị, và cho thấy cái tình cảm mà của tất cả bên những cái thành viên ở trong cái gọi là gia đình á của chị Hùng Loan á quý cô chú chị, từ Má Thanh đến là anh Vũ Luân nè, nghệ sĩ Vũ Luân nè, anh Hai Vũ Luân nè, rồi một số thành viên khác quý cô chú chị, ca sĩ Nguyên Vũ thì đều cũng lo cho chị Hùng Loan đó quý cô chú chị. Thì ở trên mộ này mấy anh em cũng ở đây chia sẻ và cũng luôn luôn lúc nào cũng túc trực và giám sát quý cô chú chị. Dụ như người này đi thì cũng phải có người kia ở lại để coi mộ của chú, để kẻo nhiều khi là một số thành phần xấu lợi dụng lúc vắng vẻ đó quý anh chị, để làm những cái chuyện không hay. Thì buổi chiều nè thì còn để gì coi chừng nó lăn sao anh, nó lăn sao cái này mình để mà mình chưng mưa tới luôn rồi, mình dễ học luôn rồi kìa. Đó, buổi chiều cái phần lau mậu cầu khâu phù hộ hả? Cho anh tắm thôi. Mình vừa lau mậu chút đi cho sạch quý chú gì ạ? Cái tay nó không có dính dầu ha. Mọi lần phải lau đèn xong phải mất đi rửa lại. Mưa tới luôn rồi kìa. Mưa tới luôn không biết. Mẹ đi. Tranh thủ lau buổi chiều ha. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày nay ai quyền quý cao sang. Tôi chính tôi ngày xưa đó bờ đèo bông phà dướng gì trận lãng nhách không mô phật ạ. Miệng mình kêu trời hoài nó cũng quen ha, nó cũng không có tốt. Mình tránh kêu trời kêu phật muốn gì, kêu trời là lúc nào mình than trời không hoặc là khổ lắm mình mới than thôi. Đúng rồi, bình thường mình kêu quá nó thành cái thói quen, như Duy Minh nó quen rồi đó, cũng ảnh hưởng một số. Ngày xưa Duy Minh vô đây lúc đầu á đâu có kêu trời kêu phật đâu, mà ở cái kêu nó cũng thành cái thói quen xấu quý như chị. Ta nói gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, gần hải quý như vậy. Nói giỡn nha quý chú anh chị. Nói chung là mấy anh em mình nhiều khi mình nói giỡn mà không biết, mà nói chơi không hay, mà nói thiệt cũng không hay luôn. Ngại. Nhiều khi nói thiệt cũng chừng. Okay, ai muốn nói gì nói. Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn cử như kẹt qua trăng hả? Mưa tới rồi. Mưa tới luôn rồi, ông xúc động quá. Ông nghe nói ông xúc động quá, mưa tới luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Đó.
Hồi lau xong lau mặt luôn kìa. Ai? Lau xong lau mặt gì? Đó. Rồi trời mưa luôn, quý của chú anh chị ơi. Mưa luôn. Trời mưa bông bông phập phồng. Mẹ đi lấy chồng à, con ở dưới ai. Khóc. Áo vàng thằng ca em khóc luôn á. Đó. À, bên đây thì mình à, anh mình lao trên cái ấy ha. Lao gì rồi được rồi. Lao xong luôn rồi, còn gì nữa? Chỉ còn lao trên đây thôi. Nhường tay chân đi cho nhanh. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi mới hai con phải xa gia đình, côi cút thân một mình ở xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa, lòng con sao nức nở. Tuổi thân con khờ, nó đối biết nhờ ai. Đời nó trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt anh tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Buồn mình hát cho đỡ buồn chơi. Hát nghêu ngao. Hát tàu lá. Hát vô. Đó, bây giờ gì nè. Ngừng chỗ nghe, không có dành nha. Đó, đây là ông hạt ha. Người ta có câu là cỡ hạt quy tiên là có thiệt ha quý chú vậy. Sau này hy vọng là chú sẽ cỡ hạt quy tiên nha. Đâu lần hồi đâu Noel này cứu chú cỡ tuần mập về về trời luôn rồi. Sao sao anh đâu vậy? Cỡ gì? Này là ông già Noel xuống nước cầu yên luôn á. Vậy đâu phải. Vậy, ở đây. Chú cỡ tuần lập đi luôn á. Cỡ tuần lập đi luôn hả? Đêm mai nghe tiếng mưa lòng con thấy bồi hồi. Giờ đó bây giờ ai lao trước mình lao sao? Ồ. Cái này ly nước trà hay gì anh uống miếng coi. Cái gì vậy? Uống đi hả? Trời hôm nay không mát rồi không nói nước trà cũng kêu uống đi liền phải không? Tính chết rồi. Hả? Đi. Chăm dầu kìa, em là nhiệm vụ chăm dầu kìa. Nên thì bữa nay mình lau ké. Cái này là của ai đây? Đây của đây á. Của anh hả? Nãy giờ em định vô đây. Nghe tiếng mưa con ngồi bên đây đây nhớ cậu. Bây giờ lau cho nó sạch ha. Chung người tay chân quý của chúng gì á. Nói chung bây giờ mưa nhưng mà mình lau chẳng hết. Bây giờ nãy không nãy Chăm dầu. Đứng đây là cho đứng đây. Bây giờ đèn chắc mình phải khỏi lau rồi. Mình lau ngồi chờ mưa xuống cũng gì à. Chăm dầu thôi. Nó quý chúng vậy trời mưa rồi. Đó. Thôi bây giờ xong rồi, cái này là xong. Tại vì em tuổi rồng mà anh nấu ra. Lâu lâu mà anh ghé chỗ nào là chỗ đó mưa đó. À, mình ké chỗ này ha. Đó. Không vậy. Thành là kỹ trong dưới nghe cái dù mà con chú ha đây đưa anh đường ké nữa gì ké dù là đúng bự luôn á keo mà cho con to cũng luôn hay nha cái này hay nha. Bây giờ mình cúng chốt coi để hồi chợ mưa cái mình nhang đây mình quỳ lại cũng được sống được mà tại ướt thôi chứ không rồi để vậy được cho bà con chú rồi được rồi nó bị mua tới luôn rồi quý cô chú chị ơi. À được, hai bà con chú ha. Đây vậy được. Rồi mình đi thắp hương thôi. Cái đèn đó của chị Hồng Ngọc á anh, thả mua còn dư á. Bây giờ còn luôn hả? Đâu lâu quá không thấy chị Hồng Ngọc ha, tới đây chơi ha. Tới đây chơi. Chị tới không có thấy đâu. Chị tới mình tới rồi.
À, con số 1 sắp 3 nén thôi, mà con xuống dạ đây 3 nén này. Đây một nén cho chị Tư Như, một nén cho chị chị Điền Lý. Dạ, một nén con số 1 ha. Dạ, 3 nén. Bây giờ thì trời mưa luôn rồi, không thể nào mà thắp xung quanh được quý cô chú anh chị, tại vì trời nó mưa đâu có thắp xung quanh được đâu. Đó. Nhờ có cái dù nè quý cô chú anh chị. Ủa mình coi còn cái dù nó không đó. Trời buồn trời đổ cơn mưa, em buồn em nhớ người xưa ngóng chờ. Đây còn cái dù này đây. Đó, đây em buồn ấy đây nha, trời mưa à. Đó gì cũng được đi, trời mưa rồi ha. Đó mấy anh em lao dọn mộ buổi chiều rồi trời mưa luôn, vì mình làm như tuổi thìn kỹ với Long Dương hay sao, đi tới đâu là trời mưa gió tới đó. Mà mua sương sương gì không sao, mua vừa nó mát. Bữa giờ mình đi ngang nhà, đi ngang cái cơ sở cây cảnh của là chú Bảy Quanh, thì thấy chú đang trưng mấy con rồng rất là đẹp luôn quý cô chú vị, hoa nhiều lắm. Cái này nếu mà mình muốn đẹp chắc mình phải là xử lý nó hay sao quý cô chú vị, chứ để gì là Duy Minh nghĩ rằng nó sẽ không có đẹp. Còn bên cây cảnh người ta biết cái khoan á, người ta xử lý được, còn mình thì mình không biết. Đó. Nhiều khi mình xử lý mình cũng không dám xử lý nặng tay không quý anh chị. Không, cái này là phải người ta có tay nghề kìa, ta biết. Đúng rồi, cái này nó phải có cái tay nghề mới được. Chứ mình mà không biết mình càng bón nó lại càng hư. Ừ, hồi hổm bỏ khoan hết lần rồi. À, nhưng mà thấy nó càng đổi hơn luôn. Ừ. Mà nó cũng không có phát triển gì mấy quý cô chú chị nè, nhưng mà con cái thì nó vẫn y gan vậy hoài đó quý cô chú chị. Có một chút thì nó hơi xanh xanh tí ha, hoa thì nó cũng trổ đều. Mưa lao hả, lao mưa hả, nhưng mà hơi nữa là khi mà 5-6 giờ gì đấy mình. Ủa mình còn mấy bịch này anh hả? Nhiều là mấy bịch, bữa đó em coi, bữa em về em coi còn có 5 bịch à. 6 bịch không? Hôm trước là Duy Minh trích trong cái quỹ của cô Thủy á quý chú anh chị. Lấy ra để là mua để dành lao mộ cho chú Linh nè. Thì bà con cô bác biết là hôm nay có rất là nhiều cái chuyện mà nó rắc rối quý anh chị xảy ra, thì Duy Minh nghĩ rằng sẽ tan biến đi cho thôi. Để sửa cái này rồi đó. Thì hồi trưa này thì bà con cô bác thấy ở trong trong cái live stream của là Quán Tư Quốc Thanh
thì đã chia sẻ rất là nhiều điều và đã gửi lại quý chú anh chị ơi, thì đã biết được cái tình cảm của là những người ở trong gia đình, từ đồng nghiệp cho đến là con ruột đến con nuôi của chú Linh, thì cũng rất là yêu mến nhau quý chú anh chị ơi. Do một cái sự hiểu lầm nào thôi, nho nhỏ đã gây lên nhiều cái sự bức xúc, cho nên là, và Duy Minh nghĩ rằng chắc có ai đó cố tình đến đây nè, trước khi á, mà cái sự việc của Phương Lê đó, và anh Nguyên Vũ cũng như là anh Hai Vũ Lưng đó, và thì chị Hồng Loan, thì nó có những cái câu chuyện nó rất là lạ quý anh chị, đó là những cái tờ bùa được được gắn ở xung quanh ở đây, được một số anh em phát hiện. Lúc đó thì Duy Minh không có hẹn, lúc đó Duy Minh về quê quý anh chị. Và những cái tờ bồ đó cần phải được làm một cách nó cẩn thận quý anh chị, thì nó mới hiệu nghiệm được quý anh chị, nó sẽ không có cái vấn đề gì xảy ra hết. Còn nếu mà mình làm không khéo, lần sau nó sẽ gọi là cũng như là mình thu bồ luôn đó quý anh chị, cũng như người ta làm mà người ta mượn tay mình làm luôn đó. Như người ta đem bồ ở đây, người ta mượn tay mình đốt, ví dụ mình đốt mình phải gian giái, cầu nguyện gian giái, niệm Phật quý anh chị, và gian giái bồ qua ai gì người nấy, nó ai làm thì gì người nấy ha quý anh chị, và gian giái mới có hiệu quả quý anh chị. Và tỏi quý anh chị, ấy tỏi mình kẹp cho đó mình đốt luôn quý anh chị, nó mới hiệu quả ha đó. Còn nếu mà mình không có ấy tỏi thì nó sẽ không có hiệu quả quý anh chị, có thể là xem như là mình đốt vào người ta luôn. Bây giờ trời đang mưa là không thể nào mà thắp hương xung quanh được quý cô chú anh chị ơi. Thắp hương xung quanh mà để cái nhang mà nó không cháy á thì cũng rất là ổn luôn ha. Thì đến giờ phút này á thì cũng không còn có bao nhiêu người nữa đâu quý cô chú anh chị. Anh em mình buổi chiều nó cũng rất là đây là một số anh em mình cúng ha. Rất là âm cúng thầy mẫu của chú luôn. Cầu nguyện cho các hương linh ở gần mẫu của chú Vũ Linh cũng được là siêu thoát, và cũng được là vãng sanh giống như chú. Thì buổi tối thì chỉ còn cái này ha. Cái này mình đốt luôn đi anh. Mua gì? Mua đốt cái này ha. Mua 5 gram. Dạ. Yeah. Đây là cái hình của chú quý anh chị, nó rất là lạ ha. Này. Mà đặc biệt ở đây quý chú anh chị, thì mình không hiểu vì sao thì căn nhà của chú lại là căn nhà số 5. Chú cũng là thứ 5, giai cầu 5. Đến khi chú mất cũng ngày 5. Đến khi mà chú lập cái nền này cũng là ngày 5 quý chú anh chị. Nó có nhiều cái trùng lập mà chú lại là 5 đứa con, 2 đứa con ruột. Có một người anh của chị Hồng Loan mất và 3 đứa con nuôi quý chú anh chị. Chị Bình Tinh nè, anh Vũ Lưng nè, rồi anh Thanh nè quý chú anh chị. Đó là những người anh Thanh thì bà con cô bác ít biết đến, tại lúc trước á, trước khi đời Gamma xảy ra thì bà con cô bác mà xem video của Duy Minh sẽ mới biết được anh Thanh, tại vì anh Thanh lên đây thường lắm, nhưng mà từ khi đời Gamma xảy ra thì anh Thanh không có lên nữa đó, anh sợ tai tiếng đó, cho nên là nó không lên nữa. Anh Thanh là con nuôi của nghệ sĩ Tú Du Linh, và cũng ở Bình Dương này quý của chúng chị, chứ đâu có xa đâu. Thì Duy Minh mong rằng cái câu chuyện của chị Hồng Loan cũng như là anh Nguyên Vũ, cũng như là Hoa Hậu Hương Lê, cũng như anh Vũ Lưng, cũng như là khép lại ha. Đó, quý cô chú anh chị. Thì hôm qua thì má Tư cũng đã má Tư Quốc Thanh cũng đã dở ở dưới đích của là ông địa ông thằng tài quý cô chú anh chị, có một cái là bùa lá bùa
ha quý chú chị, đã dở ra rồi thì mình nghĩ rằng nó sẽ không có ảnh hưởng gì nữa ha quý chú chị, sẽ xóa đi đó quý chú chị. Rồi mấy anh em về hết rồi thì thôi, video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc ha quý cô chú anh chị. Mong mời con cô bác xem video, nhớ like và chia sẻ giùm Duy Minh. Duy Minh rất là cảm ơn bà con cô bác trong suốt thời gian vừa qua đã xem video Duy Minh và chia sẻ và ủng hộ kênh YouTube Duy Minh. Duy Minh rất cảm ơn bà con cô bác và hy vọng rằng chị em đoan trong ngày sắp tới sẽ ổn định lại ha quý cô chú anh chị, để là tập trung vào cái công việc của mình live stream bán hàng để là nuôi gia đình nhỏ của mình ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video sáng mai ha.